chào cô bác anh chị trên mọi miền đất nước. Hôm nay Di Hiếu có về được mười mấy phôi mai vàng và mấy phôi bông trang, muốn giới thiệu đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước. Đây là phôi số 1, mai tàn. Này, phôi này em cũng mới bứng mà em vô chậu nó cũng thần chậu nha cô bác. Đây. Đó. Cây này cây cũ dữ lắm. Nguyên một bạ bệt luôn. Chậm chậm chứ à. Đó. Rồi, dạ, cây này dữ lắm. Số 1. Hoành thân sao? Em đâu hoành thân. Chiều cao trước đi. Chiều cao nó phải từ mặt chậu mà lên tới cái đỉnh trên là 1,5 m. Hết thước dây nha cô bác. Rồi cái tàn ngang. Tàn ngang của nó là khoảng 90. Rồi. Em đo cái hoành thân. Dạ, đúng vị trí luôn nha cô bác, nếu mà không em đo là đúng với chính xác. Rồi. Cây này cái cũ dữ lắm, nói chung là nó có cây tử luôn đây. Đó. Cây số 1 này em giao lưu với cô bác là 7,5 triệu. Rồi. Giá là 7,5 triệu nha cô bác. Rồi phí vận chuyển thì sao? Dạ, em bao ship luôn. Toàn quốc phải không? Bán kính 200 km thôi, cây tàn. Chung rồi có chậu gì không? Dạ em kể cả chậu luôn đó, đi gì luôn cây thần chậu. Rồi, đổi cây. Cây này mình mua về là Tết mình chơi bông luôn cô bác ơi. Rồi mặt bông sao tạo? Bông này là nói chung là nó từ 5 đến 7 cánh. Đây, đây cũng là cây một cây đế nơm. Đó. Em vừa mới bứng lên chậu nó cũng thần chậu luôn. Này nó có sù me ha. Rồi, chút dạ. Vô sù. Dạ. Rồi đo cao với bông cũng giống như cây kia. Đúng luôn, đúng cây giống như cây kia. Nó hai cây này một chủ. Chiều cao nó 101 m. Rồi. Hoành thân. Hoành thân nó ngay vị trí này. 31 em tính 30 nè. Đó. Đúng vị trí. Đây nó sù me, nó mới sù me thôi. À. À, đó. Nó đế nơm hết cô bác, sổ đế đặt à. Này chỉ cành tán ngang nó như vậy. Cái tán ngang á, bề rộng ngang nó có khoảng 70. Rồi mà dạ. Mai cũng bông bình dạ, thường bông bình thường. Tết này mình về là mình có bông, về bông có nụ luôn. Đây nó có nụ mới nụ á. Dạ. Nụ nói chung là nụ nó mới ra nụ à. Lá này nó cũng em mới bứng lên nó cũng thần chậu à. Này bông Tết thì cũng như chung là bông này cũng có bông mà hơi yếu. Rồi. Dạ. Này rồi. Là phôi số 2, em giao lưu là 4,2 triệu. Rồi, 4,2 triệu. Dạ. Rồi, đổi. 4,2 triệu. Ừ. Lên cái đấy. Số 3 là lên cái mai tàn khủng. Dữ dằn nha cô bác. Rồi cao trước cao, cao trước. Từ xa nó cao. Chiều cao nó là từ mặt bầu lên đến cái đỉnh là một trên 1,45 m cũng như sức lưỡng luôn. Hoành thân 48. Rồi à. Cái củ nó nè, cái củ nó dữ lắm. Cây này nở củ. Đó, hạ xuống. Hạ xuống. Ừ. Đừng có kéo không, đừng có kéo. Đi qua bên kia. Đo đường kính bầu cũng được rồi. Đo đường kính. Đó, tuột sao đo được. Đi qua bên kia. Đo cái đường kính á. Kéo cái đường kính. Để nôm mới để quán được. Rồi. Cái này là 70. Đường kính bầu nha cô bác. Quay vòng. Cây này đế dữ lắm cô bác ơi. Đế mà nó ăn xuống. Đế nó đều bốn mặt luôn. Nở cũ luôn. Này là phôi số 3 nha cô bác. Chia cành đều luôn nha cô bác. Cái này mình về mình mau chơi luôn nha cô bác. Rồi. Dạ. Phôi số 3 này em giao lưu là 13 triệu. Rồi đổi thôi. Dạ. Xong
Coi số 4 này là một coi dán bay. Số 4 dán bay nha cô bác. Chiều dài của dán bay là nó một mét 37. Rồi. Hoành thân. Em đo cái hoành thân lớn của cây này. Đây. Hoành thân 26. Rồi. Hai nó có hai thân, nó có cái thân quái đây, đó. Giờ mình trồng cái dáng này như dáng này luôn nha cô bác. Này là phôi số 4. Phôi số 4 này em giao lưu với cô bác là 3,2 triệu. 3,2 triệu. Dạ, em bao ship. Này là phôi số 4 nha cô bác. Chỉ cần có luôn. Rồi, đói. Đây. Rồi, phôi số 5. Này là như một con này phôi số 5 này như một con ếch vậy nè, đó. Mà nó có cái này thẹo này nó kéo nó sành đá nha cô bác. Đây. Đó, chung mà em tha cái. Đây, dạ. Đây, đó. Rồi, cây này đế ra đều đẹp. Đó. Phôi số 5. Này cây này nói chung là nó thành đá cây mạnh phát triển bình thường nha cô bác. Rồi. Em cho thông số chiều cao trước đi. Chiều cao em nói từ mặt bầu đến đỉnh là 57. Hoành thân 41. 42 em tính 41 đúng gì? Đó. Rồi, quay. Đây. Đế là đều 24 giờ, nó như cái này nó có cái hình như con ếch ngồi vậy đó. Này là phôi số 5 nha cô bác. Phôi số 5. Em giao lưu là 4,5 triệu. Rồi. Phôi số 6. Phôi quái thân lắc. Đó. Phôi số 6. Cây này quái của mấy ông già xưa chơi. Đó. Em cho chiều cao 1m15. Rồi. Cái hoành thân hai cây em đo hai cái hoành thân. Đây. Hoành thân thứ nhất 19. Rồi. Hoành thân thứ hai của cây quái 23. Cây này em giao lưu với cô bác là 2,7 triệu. Phôi số 6 có giá là 2,7 triệu. Đấy là điều nha cô bác. Rồi, đổi cây. Đây. Phôi số 7. Đó. Đây là phôi số 7 nha cô bác. Thằng nó như em chim bầu lên đó, củ đế nở đó, đế là đều 24 giờ luôn. Rồi, cao luôn. Dạ. Chiều cao của em nó từ mặt bầu 86. Hoành thân ngay vị trí này 45. Dạ, đây ha, em đo trên em ha cô bác. Này là con số 7. Con số 7 này có giá là 4,7 triệu nha cô bác. 4,7 triệu. Rồi. Con số 8. Cái này cái thẹo này là cái da mình bị da chóc nha cô bác, không có sao cô bác, cây mạnh khỏe. Giá rẻ. Này là phôi số 8. Chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 60. Hoành thân 39. Cây phôi số 8 này có giá là 1,2 triệu. Em bao ship. Quay vô quay nhầm đế nè.
cây này nó cũng có đế đều hết trơn. Đây rồi đổi đây phụ bên nè. Đây đây là phơi số 9 nha cô bác, phơi số 9 đó, thằng đế là đều nói chung là đây cây này đế nó đế lực hết cô bác đó. Rồi. Chiều cao em nó từ mặt bầu 70. Hoành thân. Cây này nó có dáng hơi khum khum. Hoành thân 52. Bán cho trang nha cô bác. Cây này phôi số 9 em giao lưu là 4,5 triệu. Phôi số 9 có giá 4,5 triệu nha cô bác. Rồi, đó. Báo ship luôn. Đây. Con số 10. Con mini. Cho Hoành Thăng. Hoành Thăng là 22. Chiều cao 52. Rồi. Con này con số 10 có giá là 900k nha cô bác. Đấy nôm nha cô bác. Con số 10 có giá là 900. Rồi, đổi. Đây, con số 11 là một gián thú luôn. Cây mạnh khỏe nha cô bác. Hoành thân. Em 8 hoành thân. Rồi. Chiều dài của con thú nè, từ mặt bầu đến đến đỉnh đi. 49. Cây này có giá là phôi số 11 có giá là 2,2 triệu. Phôi này có giá là 2,2 triệu nha cô bác. Phôi số 11 có gián thú. Đó. Rồi. Phôi số 12 cũng một em quái đế nôm thân lắc nha cô bác. Này về mình chơi rải bàn. Này là phôi số 12 hoành thân 17. Rồi. Chiều cao 42. Phôi số 12 này có giá là 800k. Rồi. Cái này nha. Ừ. Kho số 13 là một kho tứ quý nha cô bác. Mà còn giao tới nhà mày nha. Nghĩ đi đây chạy về giao tới nhà mày nha. Kho số 13. Mai tứ quý. Đế là 24 giờ luôn. Rồi, cao. Chiều cao của em nó nè. 72 từ mặt bầu. Rồi. Hoành thân. Hoành thân 47. Rồi. Phôi này cái đê dòng đế nó khủng lắm. Này, phôi mai tứ quý. Này, 150 nó có khoảng 170 à. Đó tự bắt đó luôn. Quay. Phôi này phôi số 13 nha cô bác. Phôi mai tứ quý. Rồi. Phôi này em giao lưu là 6 triệu. Rồi, đổi thôi. Phôi số 13 có giá là 6 triệu. Rồi, lên thú. Không được. Thấy mấy. Phôi số 14. Là một con thú nha cô bác. Hoành thân 31. Rồi. Chiều dài của con thú nè, từ chiều cao đi, tính chiều cao. Từ mặt bầu đến đỉnh là 54.
chiều dài của con thú, thú mẹ dắt thú con là nó khoảng 39. Đây đó. Này là pho số 14 nè, em giao lưu là 10,5 triệu. 10,5 triệu nha cô bác. Rồi, đó. Rồi, cuối cùng là ba phần trang. Số 15 là pho trang đầu tiên. 15 nha cô bác. Pho trang này có cái củ đây, củ đế dữ dằn mà nó có 3 thanh. Đó. Như một bụi nha cô bác. Em đo 3 thanh nó luôn. 25. Rồi, chiều cao 62, từ mặt bầu đến đỉnh 62. Rồi. Pho trang số 15 này có giá là 2 triệu cô bác ơi. 2 triệu em bao xíu. Trang gì? Trang đỏ lá nhỏ. Rồi. Đây, số 16 cũng trang đỏ lá nhỏ luôn. Đây. Đây nó cũng ba bụi luôn. Đó. Này nó liền hết cô bác. Đó. Đo cái thân này trước, vành thân 13. Thân thứ hai 12. Thân thứ ba 13. Cây này em giao lưu là chỉ có 1,2 triệu thôi. Pho số 16. 1,2 triệu nha cô bác. Trang đỏ nó nhỏ luôn nha cô bác. Rồi, nhỏ thôi. Rồi. Trang cái này pho số 17 là pho cuối cùng của clip ngày hôm nay. Em này là trang vàng. Lá chung, lá lớn á. Đó. Đó. Nó còn lá cây mạnh khỏe bình thường nha cô bác. Này trang vàng ha. Em đo cái hoành thân nè. Hoành thân của nó là 20. Chiều cao của cây trang này từ mặt bầu mà lên tới tới đỉnh là 100. Dạ. Con số 17 này em giao lưu cũng là 1,2 triệu luôn nha cô bác. Em bao ship luôn. Rồi hôm nay em có 17 phôi muốn giới thiệu đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước. Rồi Di Hiếu cũng rất thành thật cảm ơn cô bác trong thời gian qua đã ủng hộ cho Di Hiếu. Di Hiếu cũng cảm ơn cô bác trên mọi miền đất nước. Rồi. Nói chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào những lúc sau.